Để mà tránh mất tiền, hay là chúng ta hay còn gọi là bị lùa gà trong cái việc mà đi đầu tư bất động sản, anh chị em lưu ý cho tôi mấy vấn đề sau đây. Vấn đề thứ nhất đó là vấn đề quy hoạch. Vấn đề thứ hai là phải có sổ đỏ thì chúng ta mới mua. Vấn đề thứ ba đó là vấn đề tranh chấp. Vấn đề thứ tư là vấn đề phong thủy. Vấn đề thứ năm là vấn đề mà mua khi trầm lắng, tránh cái trường hợp mà chúng ta mua với cái giá đô đỉnh. Ở trong các cái video của trước thì xuất hiện được rất nhiều anh em nói rằng là đừng vào lừa nữa, rồi đừng lùa gà nữa, rồi là bây giờ còn cái nịt. Thì đây là những cái lưu ý để anh em tránh mất tiền khi mà chúng ta đi mua mảnh đất hay là đi đầu tư bất động sản. Để chi tiết từng vấn đề thì trước xin chia sẻ với anh chị em như thế này. Vấn đề quy hoạch. Vấn đề quy hoạch thì chúng ta nên soi được quy hoạch, tự tay vào mình soi được quy hoạch để chắc ăn hơn thì mình nhờ bên tài nguyên hay là một số anh em có thâm niên sâu về vấn đề bất động sản, nhưng mà nhờ được bên tài nguyên thì là tốt nhất để soi trong quy hoạch hay không. Bởi vì cái yếu tố quy hoạch là một cái yếu tố rất là quan trọng trong cái việc mà chúng ta mua một mảnh đất, lỡ mà chẳng may mà nó dính quy hoạch thì cái đền bù của nó thấp hơn cái giá mà chúng ta mua rất nhiều. Như vậy là chúng ta bị lỗ. Dính quy hoạch thì chúng ta không xây được nhà, chúng ta không cần tiền, chúng ta không vay được ngân hàng và nó bị chôn vốn ở đó. Cái mệt, rất là mệt mỏi khi chúng ta đi đầu tư. Còn nào, bởi vì là cái yếu tố quy hoạch thì nó rất là thời điểm này thì đất nước của chúng ta phát triển, các cái cơ sở hạ tầng công trình phúc lợi thì nó xây dựng ở khắp nơi và có thể thay đổi quy hoạch liên tục. Cho nên là cái thời điểm này là mua đất là đôi khi là dính vào vấn đề quy hoạch là rất là mệt mỏi. Cái vấn đề thứ hai là cái vấn đề sổ đỏ. Sổ đỏ thì khi mà chúng ta mua điều đầu tiên thì những người đầu tư mới mà tốt nhất là cứ phải mới hay cũ thì cũng phải mua sổ đỏ trao tay thì vận may mới đến. Khi mua sổ đỏ thì các bạn cần phải ra công chứng để mà thứ nhất là cái sổ đó nó có sổ thật hay không, tránh cái trường hợp mua phải sổ giả. Ra công chứng rồi thì bên công chứng họ làm chuyên nghiệp rồi, họ biết phân biệt sổ đỏ cho các bạn. Thứ hai nữa là công chứng để mà chứng thực cái việc mua bán nó là hợp pháp, và các bạn nhờ luôn bên công chứng họ sang tên đi tài nguyên, họ sang tên cho mình, hoặc là bạn có thể mang giấy tờ đi để tự sang tên thì nó lâu hơn, hoặc là bạn có thể nhờ dịch vụ bên tài nguyên hoặc là bên chính bên 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 công chứng họ làm dịch vụ cho các bạn, mất ít tiền và nó nhanh hơn. Thế thì cái vấn đề sổ đỏ thì trước xin chia sẻ với anh chị em này, khi ta mua sổ đỏ thì nó không dính cái vấn đề tranh chấp, không bị mất đất, thậm chí có những người mua không có sổ, mua đất mà không có sổ mất trắng luôn. Và cái yếu tố nữa là không có sổ, mà một cái vấn đề nữa là đó là các cái dự án hình thành trong tương lai. Chúng ta gặp được những người chủ tốt ấy, thì có thể 2 năm họ ra sổ cho các bạn. Nhưng có những dự án treo và vì yếu tố gọi là khách quan mà họ không ra là sổ. Hay là có những cái dự án mà ra sổ rồi thì cái chủ đầu tư họ cầm cái sổ các bạn, họ đi vay ngân hàng và họ làm cái dự án khác. Rồi là cái quan trọng nhất là nó chôn vốn đấy, mình cần tiền mình không vay được, mình không bán được, mình không thanh lý đi được và mình không vay được với ngân hàng. Cho nên là anh em cần tránh đi trường hợp mà không sổ. Cái thứ ba đó là cái yếu tố về tranh chấp. Tranh chấp thì chúng ta điều tra xem là nó có tranh chấp với cái mảnh đất đấy, nó có tranh chấp với nội bộ trong gia đình hay không, anh em trong gia đình hay không, hay tranh chấp với hàng xóm hay không. Tranh chấp chính quyền thì ít, nhưng về cơ bản thì chúng ta điều tra tranh chấp với hàng xóm và tranh chấp với nội bộ trong gia đình. Cái điều yếu tố nữa đó là yếu tố về phong thủy. Phong thủy thì đôi khi nó gần chùa chiền hay mồ mả, hay gần các cái hố ga, hay là cái nhìn trông nó không được đẹp mắt lắm thì chúng ta mua vào chúng ta khó bán, hoặc có ở đang nữa thì nó không không được an tâm. Gần mồ mả chùa chiền chẳng hạn, nhiều người người ta duy tâm chẳng hạn như vậy.
Xem nào. Thứ nhất là quy hoạch, thứ hai là sổ đỏ, thứ ba là tranh chấp, thứ tư là phong thủy, thứ năm nữa là về vấn đề mà chúng ta mua ở cái giá giá là giá giá rẻ, có nghĩa là mua khi trầm lắng, khi nào sôi động thì mình bán, phù hợp với nguyên tắc của đầu tư. Và mua khi trầm lắng thì để chỉ tránh cái việc chúng ta mua đu đỉnh, và rất nhiều người đã mua phải cái giá đu đỉnh mà không bán được đi, và rất nhiều năm sau thì đất nó mới trở lại được cái giá trị thật của nó. Và đặc biệt là khi mà chúng ta mua ở đu đỉnh mà chúng ta phải vay ngân hàng thì là rất là mệt mỏi, phải trả nợ, và không biết bao giờ mới, nhiều người mua vào cái giá đu đỉnh cho nên là dẫn đến cái chuyện là bị mất, không trả được ngân hàng, rồi cũng như là nhiều yếu tố khách quan nữa mà đã bị mất tài sản. Rồi là cái yếu chú ý cho nhỏ nữa như này này, anh chị em thân mến này, khi chúng ta đi mua thì tốt nhất là ra công chứng mua luôn chứ chớ có đặt cọc. Đôi khi đặt cọc thì đặt cọc gặp những cái người chủ đất, bà ông chằng bà chuộc rồi là thế này khác, là lúc họ quay gở họ không bán, họ tiêu hết tiền của các bạn. Thậm chí có những cái người mà chủ mà họ không có lương tâm thì họ còn đặt cọc cho mấy chủ, cho mấy người, và ví như mỗi người đặt cọc cho họ 100 triệu hay 200 triệu thì 5 người họ có 500 triệu mượn, hoặc là 1 tỷ, thậm chí là 5 người có 2 3 tỷ. Thế là chúng ta đặt cọc như thế là chúng ta bị mất tiền mà nó mệt vào người. Cứ ra công chứng mua luôn thì về cơ bản là các bạn đã ok phần nào, chỉ có phần một chút nho nhỏ là trong cái quá trình mà sang tên ấy, thì họ lại ý là không không bán nữa, họ đẩy cái tranh chấp, thì nó trường hợp đấy nó khó. Khi mà có hai vợ chồng xác nhận rồi thì nó dễ hơn, bạn cứ yên tâm về vấn đề này. Thế thì đấy là những cái yếu tố mà các bạn có thể là lưu ý để mà tránh cái trường hợp mà chúng ta bị mất tiền, hay là gọi là chúng ta bị lùa gà. Và tất cả cái việc mà mất tiền, ví dụ như mất tiền vào cái yếu tố quy hoạch thì rõ ràng là chúng ta không hiểu biết, kể cả cái sổ đỏ cũng thế. Nhiều khi là ngày xưa là mua giấy viết tay vô tư, nhưng mà từ khi 2008 trở lại hay là luật đất đai 2013 thì là quy định chặt chẽ hơn, là nếu mà mua đất không sổ ấy, đất không sổ thì là mua đất không sổ thì không xây được nhà, không vay được ngân hàng. Hay là ví dụ như là mua đất có sổ rồi mà không ra công chứng thì đó là vấn đề là không hợp pháp, không mà viết tay thì nó không hợp lệ. Mà đôi khi là mua đất mà không viết tay thì chẳng hạn như là đất lên giá họ họ không bán nữa, họ quay gở họ, rồi vân vân. Tóm lại là các bạn cứ làm theo cái các cái bước mà trước vừa nói thì anh chị em yên tâm và không bị mất tiền. Thì trả lời cho các cái video của nhiều bạn có mang tính chất là có thể là cũng tiêu cực một chút, thứ hai nữa là họ đã bị dính cái nỗi đau là họ đã từng bị mất tiền, cho nên họ lên họ comment trước xin trả lời giúp đỡ anh em chị em như vậy. Và các bạn hy vọng là các bạn hãy chia sẻ cái video này đến nhiều người, họ đang rất cần cái video này, chính người thân anh em bạn bè của mình đang cần cái video này. Trước xin lưu ý lại là năm cái lưu ý lớn nhất để mà chúng ta đầu tư bất động sản, còn cái lưu ý là nhỏ. Ok, thứ nhất là chúng ta điều tra quy hoạch, thứ hai là phải có sổ đỏ chúng ta mới mua, thứ ba là không tranh chấp, thứ tư là phong thủy phải đẹp, không cần mồ mả chuồn chiền, thứ năm đó là mua cái giá hợp lý, mua giá rẻ, và tóm lại là mua khi trầm lắng và bán lúc sôi động. Nếu mà chúng ta có mua ở đất sốt thì chúng ta mua lúc đầu sốt thôi, đừng có mua lúc đã sốt lâu lâu. Cảm ơn anh chị em đã theo dõi video của chương ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị em ở các video tiếp theo.